Jesse Lingard mới đây đã tuyên bố anh sẽ trở lại mạnh mẽ hơn sau kỳ nghỉ dài hạn. Chia sẻ trong sự kiện Adidas Home Team, The Huddle, ngôi sao của Man United cho hay: "Đây là một mùa giải thất vọng của tôi, nhưng hiện tại tôi đã cảm thấy khá hơn nhiều và đang khát khao được chứng tỏ. Tôi có thái độ đúng đắn hơn, khát khao mãnh liệt hơn để cống hiến cho Man United và mang lại những danh hiệu. Tôi biết mình là ai và mọi người cũng đều biết như vậy. Tôi đã không thực sự nỗ lực trong thời gian qua, nhưng từ giờ trở đi, mọi chuyện sẽ thay đổi." Ở mùa giải năm nay, Jesse Lingard mới chỉ có được 2 bàn thắng và 2 kiến tạo sau 35 trận ra sân trên mọi đấu trường cho Man United. Khi mà hợp đồng hiện tại với Real Madrid chỉ còn đến tháng 6 năm 2021, Lucas Vazquez vẫn chưa đá động gì đến vấn đề gia hạn, dù anh là học trò cưng của Zinedine Zidane. Mùa giải này diễn ra không hề êm thấm với Vazquez khi anh bị chấn thương hành hạ liên miên, khả năng đóng góp của cầu thủ người Tây Ban Nha giảm mạnh chỉ với 18 trận trên mọi đấu trường. Vào đầu tháng 7 tới, Lucas Vazquez sẽ bước sang tuổi 29 và xét theo góc độ tương lai, anh khó lòng cạnh tranh với những đàn em trẻ hơn và đầy tài năng như Marco Asensio, Rodrigo Goes. Real đang sống trong giai đoạn ưu tiên thắt lưng buộc bụng và họ sẽ làm mọi cách có thể để giảm quỹ lương cũng như loại bớt những cầu thủ vẫn còn được đánh giá nhưng không có đóng góp lâu dài cho tương lai. Harry Kane đã bình phục hoàn toàn chấn thương gân kheo và sẵn sàng chiến đấu cho mục tiêu giành vé UEFA Champions League. Đội trưởng tuyển Anh và Tottenham Hotspur chia sẻ: "Câu lạc bộ của chúng tôi phải hoàn thành mùa giải này trong top 4, không có gì nghi ngờ về điều đó. Chúng tôi sẽ có một trận đấu lớn với Man United và thực tế, chúng tôi sẽ phải thắng 7 đến 8 trận để chắc suất dự Champions League." Nói về chấn thương của mình, Kane cho biết anh cảm thấy thoải mái vì có nhiều thời gian để hồi phục thay vì phải đốt cháy giai đoạn. Tiền đạo 26 tuổi chia sẻ thêm: "Thật tuyệt vời khi có thể nghỉ ngơi nhiều hơn một chút. Tôi đã không tham gia trận đấu nào trong vòng 6 tháng này. Nó là khoảng thời gian đủ dài để tôi bình phục. Giờ tôi đang hoàn toàn khỏe mạnh." Theo Manchester Evening News, Jadon Sancho đã hoàn toàn bình phục chấn thương gân kheo và có thể đá chính ngay từ đầu, nhưng Borussia Dortmund không muốn mạo hiểm, nhất là khi kỳ chuyển nhượng mùa hè đang đến gần. Hãng tin này khẳng định, câu lạc bộ vùng Ruhr đã chấp nhận bán Sancho cho Man United và muốn bảo vệ món hàng này ở trạng thái tốt nhất. Cũng theo truyền thông Anh, Man United chính là đội bóng nắm giữ vị thế số 1 trong cuộc đua giành chữ ký của tương lai tuyển Anh. Nửa đỏ thành Manchester sẽ phải chi số tiền sắp xỉ 110 triệu euro để đổi lấy sự phục vụ của cầu thủ sinh năm 2000. Jadon Sancho đứng ở một quỹ đạo tin tưởng sẽ kết hợp cùng với Rashford, Greenwood để tạo thành bộ ba tấn công hoàn hảo tại nhà hát của những giấc mơ. Jason McCarthy cho rằng Kylian Mbappe không hợp với Liverpool và cũng không phải kiểu cầu thủ mà Jurgen Klopp yêu thích. "Đối với tôi, Mbappe không phải là một cái tên phù hợp. Dù là một siêu sao, nhưng giờ không phải là thời điểm thích hợp để cậu ấy đến Anfield. Tôi không nghĩ đó là một cầu thủ mà Jurgen Klopp sẽ cần. Tôi nghĩ Timo Werner hoặc Sancho sẽ phù hợp hơn. Nếu Mbappe đến Liverpool thì là vì những lý do khác ngoài bóng đá. Tôi không nghĩ cậu ấy phù hợp với lối chơi ở thời điểm này." Trong khi đó, Lyon đã tuyên bố hủy bỏ mùa giải vào tháng 4 và đội đầu bảng PSG được trao chức vô địch. Mbappe cũng là chủ nhân của danh hiệu chiếc giày vàng. Anh có cùng 18 bàn thắng như Wissam Ben Yedder. Tuy nhiên, tiền đạo của Monaco đã về nhì vì 3 trong số các pha lập công của anh được ghi từ chấm phạt đền. Huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức chia sẻ, ông hiểu những áp lực của Hà Đức Chinh và luôn tạo điều kiện cho tiền đạo trẻ này thi đấu như mong muốn của đội tuyển. "Cũng giống với tôi ngày xưa, khi không ghi bàn trong 3 trận thì báo chí sẽ nói về bạn rất nhiều. Ở góc độ cầu thủ, tôi cũng chia sẻ nhiều với cậu ấy. Tôi sẽ cần giải tỏa để giúp Đức Chinh sớm lấy lại phong độ." Hiện tại, huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức vẫn chưa biết tình hình chấn thương của cầu thủ này cụ thể ra sao. Ở mùa giải năm nay, Đà Nẵng cũng đã nói là chia tay với Đỗ Mơ Lô, tiền đạo 35 tuổi đầu quân cho Nam Định và có màn thể hiện khá ấn tượng.